Trại Cô Gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Thì bây giờ em bắt một cặp Malai với một con Pháp trống ha, gửi cho anh trai ở trạm y tế phường Tam, phường Tân Hiệp ha, Tân Nguyên. Ở đây cũng đem mấy cặp Thái Đen Dòng Mồi nè, với mấy cặp Malai chạng này lên để cơ quan anh em có hỏi gì bán ha. Thì hôm nay được đơn một con Malai lẻ ha, cũng đủ cơm mà chim cũng bự con ha. Đó, gửi cho anh trai ở thu vô 1. Thì đối với cặp Malai này anh em nhìn biết trống biết mái không? Thì hôm nay em cũng có một chuyện cũng hơi buồn, cũng hơi bức xúc. Nói chung là mình cũng cảm thấy mình buôn bán đây bán này cũng mấy trăm cặp chim mà chứ không ít đâu. Qua những clip thì anh em thấy em bán là hàng ngày, có ngày 2-3 cặp, có ngày 5 cặp, ngày 10 cặp đó. Thì có ông anh ở mua, tôi không nói địa chỉ, cô không nói ở đâu ha, nói có ông anh mua chim đi, ông mua ha, cặp chim của em, 2 cặp chim. Xong ảnh nói lúc đầu ảnh nói một cặp có một trống một mái, thì sau này thì ảnh nói là một cặp. Sau này anh nói là giờ anh kiểm tra, anh có kinh nghiệm anh nuôi mấy chục năm nay, anh nay 50 tuổi rồi, anh nói khẳng định với em 4 con này là 4 con mái. Thì rõ ràng thì em nói thật với anh em là chim em bán cho anh em thì chim em không thiếu ha, tại chim em dài từ đây tới đây đó, với ở đằng sau nữa, hiện tại cũng khoảng hơn 100, gần 200 cặp đẻ chứ không ít đâu đó. Thì anh em nào vào nhà cũng thấy cũng biết rồi, em không thiếu chim đến nỗi phải đi ghép chim lại để em bán cho anh em với cặp chim có 500.000, 600.000 đâu đó. Và em bán chim chia sẻ cho anh em giá cũng vừa chơi thôi. So với anh em mua chim giá thị trường thì anh em cứ tham khảo chỗ nào cao hơn hoặc rẻ hơn thì anh em biết ha. Anh khẳng định là 4 con đó 4 con mái, thì em nói là anh bắt mình giờ muốn ấy thì gửi lên cho anh là 2 cặp khác, rồi anh trả cho anh mình 2 cặp đó. Nhưng mà rõ ràng thì chim mới gửi nay chưa được có 10 ngày à đó, mà còn phải chứ đâu có lâu đâu. Thứ hai là ảnh nhìn ra được hay thiệt, ảnh nói 3 cặp lông đuôi trắng rồi ghim rộng như mái. Thì thật sự với anh em thì em rất là nể phục luôn, chim chưa đẻ mà sờ ghim được cũng hay đó. Thì em cũng giao kèo với anh luôn, giờ một á thôi anh trả lại 2 cặp chim cho em, em trả lại tiền cho anh rồi em chịu tiền xe xuống đó. Còn nếu mà anh thích chơi kèo thì em để 4 con chim đó em thả AV dao động, nói chung là nuôi lại đúng 4 con chim đó em xích, em đánh dấu dây rút khác có mã số đàng hoàng, quay clip rõ ràng cược cho anh luôn. Nếu mà ra sau này mà 4 con mái hết thì em thường cho anh là hai, giá trị 2 cặp chim là 1 triệu. Còn không, nếu mà lỡ ra một con trống trong đó thì anh phải trả em 1 triệu. Thì anh cũng chấp nhận chơi, anh kêu chơi bao nhiêu cũng được, chơi cái gì cũng chơi. Anh bảo là chắc chắn là 4 đứa con mái. Thì em cũng đang chờ là 2 cặp đó quay lại với em ha. Đó thì và hiện nay là bữa nay là ngày 29 tháng 5 ha. Thì em cũng làm cái clip này cũng nói thật với anh em, nói thẳng với anh em luôn, chim em bán cho anh em chim cặp. Đó, giờ á thì giờ mình buôn bán, giờ thứ nhất là bán buôn thì bảo hành trống mái một cặp thì nó cũng rất là khó. Thì là chim cặp ra là như bồ câu, cái họ bồ câu này thì nó ra thường thường là một cặp của nó theo là một trống một mái đó. Thì giờ em chấp nhận bảo hành cho anh em một trống một mái với điều kiện như thế nhé, em sẽ bảo hành như sau đó, là em sẽ nếu ra 2 mái thì anh em có thể lấy một cặp con của nó biết ăn đó, cùng dòng với thứ anh em mua Thái Đen thì một cặp Thái Đen, còn nếu anh em lấy Malai thì một cặp Malai biết ăn đó. Còn không thì em lấy em bán cho anh em một con trống bảo hành trống với giá nửa tiền đó. Còn không thì anh em gần thì đem con mái đó lại đây đó, con mái đó lại đây để, rồi em đưa cho con trống đó. Đơn giản vậy thôi ha, nói gì cho dễ chứ mất công. Thì với điều kiện là chim, là chim em chỉ bán là thứ nhất là bán chim chuẩn cặp, thứ hai là sau này thì bảo hành là chỉ có chim rớt trứng rồi em mới bảo hành nha. Đó, chứ em thật sự là mình nói trước đặng lòng sau, chứ để sau này thì nó rách việc ra lắm. Nhiều khi về báo kinh nghiệm cá nhân, không có kinh nghiệm là có nhân hết rồi. Mà em nói thiệt, bán cặp chim cho anh em phải sắp xếp thời gian này đi gửi kia, thì đó là chấp nhận công việc của mình thì mình phải chấp nhận rồi.
nhưng mà bán cặp chim của anh em thì mình cũng phải này kia công việc rồi sắp xếp rồi không đi được rồi ráp cũng tốn tiền này kia tới lui, chứ không phải là bán cặp chim ngày nào cũng lên clip thì nói chung thật sự cũng bỏ công sức ra. Như giả sử như bây giờ nghỉ trưa thì mình nghỉ ngơi, nhưng mà mình cũng tranh thủ chạy kiếm thêm, đó là cái công việc cá nhân, nhưng mà mình cũng đó là cái công sức mình bỏ ra. Nếu anh em đi làm thêm thì anh em cũng có lòng tiền này, không đó, nhưng mà mình chấp nhận là như thế. Thì em thật thì thứ nhất là anh em nếu mà ra hai máy thì em sẽ bảo hành cho anh em một cặp non biết ăn, còn không thì anh em bắt thêm một con trống với giá nửa tiền đó, vậy cho nó dễ đó. Từ nay về sau cũng vậy, ai mua chim em cứ chuẩn cặp thì em, còn chim lẻ thì tới nhà bắt đó, còn không thì em để cho cái gù em bán chim trống cho chắc, chứ mất công thì cũng chả bao nhiêu hết. Làm công việc này rồi chạy tới lui rồi anh em điện mán vốn nào là gửi máy rồi mất uy tín, em không làm mấy chuyện đó đâu đó. Thì bây giờ em bán cho anh em từ nay về sau là cứ vậy ha, cho dễ cái nguyên tắc của mình luôn. Rồi bây giờ em bắt chim nha. Đó. Bây giờ em cũng đóng xong rồi ha, làm liều chạy về bắt luôn cho anh ha. Mấy con chim này thì vừa đang nuôi con, để lựa con chim chưa nuôi con ha. Bắt luôn rồi, xanh ha, xanh đang ấp trứng có cồ ha, xanh đen một cặp, cặp này chuẩn bị để lại, vàng chân phải, vàng hai cặp, cặp này luôn cũng mới nuôi con xong, xanh ba cặp, ba cặp cầm nào đánh dấu không trùng màu. Xanh da trời ha, phải nước biển đúng không ta, nước biển có rồi. Rồi cặp con tự găng ha, tím tím bốn cặp, tím bốn cặp, cặp nữa đỏ ha, đỏ đỏ nha, năm cặp. Rồi. Cũng đóng xong năm cặp cua Pháp rồi ha, bây giờ anh thủ ăn cơm xíu rồi đi ha. Đó thì em cũng chia sẻ tâm sự thiệt tình với anh em ha. Làm chim cầu này thì rất là nhạy cảm, bán cho những người xa thì càng nhạy cảm hơn, nhưng mà mình luôn luôn đặt uy tín lên hàng đầu nên mình cũng không có làm bậy bạ để ảnh hưởng đến ai, nhưng mà thực sự thì mình cũng phải có chính sách rõ ràng để bảo hành cho người chơi ha, chứ em cũng không có muốn thua để cho anh em thiệt, mà mình cũng không muốn rắc rối về sau, nên anh em thông cảm. Xem clip thì cho em xin một like, một đăng ký kênh nha, hẹn anh em ở clip tiếp theo. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe, và nếu có đam mê cô gái thì ủng hộ em nha, bye bye.